phục hồi vườn cây bắp bị kém do sử dụng thuốc quá nhiều, thuốc cỏ. Có kết hợp cùng với cái chai lân đỏ nhé. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Cái số này sẽ đi về Bình Phước để phục hồi cái vườn cây bắp mới trồng mà nó cây nó phát triển chậm kém do cái tình trạng là đất xấu với lại sử dụng nhiều thuốc trừ cỏ. Cây bắp nó sẽ có hiện tượng như là bị chậm cây, bị vàng đỏ lá, chậm phát triển. Với cái số này các anh chị sẽ phun được khoảng chừng là 6 phi nước, là bằng với 1.200 lít, là bằng với khoảng tầm 60 bình đeo lưng nhé. Một phi 200 lít thì các anh chị sẽ sử dụng một gói này cùng với một nửa chai lân đỏ này cho phi 200 lít. Nó sẽ giúp cho cây bắp là kích thích ra rễ và kích thích cái rễ hút những cái dinh dưỡng từ trong đất lên để nuôi cây, phục hồi lại cây. Các anh chị hòa ra và phun tràn lên cả mặt đất luôn, phun cả lên cây và lên cả mặt đất trồng cây bắp đấy nhá. Nó sẽ giúp cho cây là tăng sức đề kháng này, thúc đẩy ra rễ, giúp cho cây giải độc và mau phục hồi, cây to khỏe, tăng khả năng chống chọi với thời tiết cho cây nữa nhé, giúp cho mát cây và hạn chế việc vàng lá thối rễ và phục hồi lại cây, giải độc cho cây này, kích thích bộ rễ phát triển và tăng hấp thụ dinh dưỡng từ đất lên để nuôi cây nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.